Xin chào các bạn. Và hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com giới thiệu với các bạn một dòng máy bơm dầu DO, dòng bơm chìm. Tại sao mình nói đây là cái dòng bơm dầu? Bởi vì là thực ra là nếu mà sử dụng để bơm nước, cái dòng bơm này thì nó cũng được thôi, tuy nhiên là nó không áp dụng được rộng rãi, mà nó sinh ra là nó chủ yếu để sử dụng để bơm dầu hút từ trong can, rồi là các cái thùng phi, các cái trạm luân chuyển, hoặc là các bác tài xế có thể bơm dầu từ các cái thùng xăng rồi là thùng phi ở trên xe. Thì những cái dòng bơm này thì nó được thiết kế đặc biệt vì là cái chất liệu của nó là chịu được cái dầu hóa chất, và thiết kế thì rất là phù hợp đối với những các cái thùng phi. Vì kích thước của máy bơm thì đường kính của nó, dòng bơm này thì nó là kích thước của nó là 85 51 mm, và ống ra của nó là ống phi 21, rất là nhỏ gọn. Đấy, chỉ vực ngâm chìm hẳn vào trong thùng và chúng ta bơm ra thôi. Con bơm này thì trước đó thì bên shop thì đã quay video test rồi, thì ngày hôm nay thì bên em chỉ giới thiệu lại các bác nắm được thôi. Thì trước hết là cái thông số kỹ thuật của máy này. Máy này thì có cái công suất là 60W, đẩy cao cái lưu lượng là 30 lít trên phút, đẩy cao 3 m. Đó, ống ra là 19 này, 19 là đường kính trong, ngoài là 21 nhá. Điện áp của nó là 12V, em nhập các cái dòng 12V về. Và hiện nay giá thành thì em đang bán công khai con bơm này với giá là 180.000 đồng một chiếc, chưa bao gồm phí vận chuyển. Những dòng bơm này thì cái những cái loại mà nó màu vàng bên ngoài này thì nó sẽ tốt hơn so với những cái loại mà màu trắng. Các bác nhá, màu trắng đi theo kèm bơm thì có một cái đoạn dây điện dài. Ở đây có công tắc đây, và có hai kẹp bình ắc quy đây, nó rất là tiện sử dụng trong quá trình chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì có một quyển sách hướng dẫn này, và một cái củ rê để chúng ta xịt ống vào trong cái đầu dao của máy bơm này. Và đều đặc biệt là cái bơm này thì các bác không được bơm thời gian dài, ví dụ như khoảng 1 tiếng trở lên là không được phép. Các bác chỉ bơm trong thời gian khoảng 30 phút thôi là tối đa thôi, chứ không cho phép là các bác bơm trong thời gian quá là lâu. Con bơm này thì nó có quay với tốc độ vòng là 8.500 rpm, tức là cái tốc độ vòng của motor nó cũng khá cao đấy, thì nó mới có sức để nó đẩy cái dầu nhớt của chúng ta đi được. Thì sản phẩm này thì giá khá là rẻ, bác nào có nhu cầu thì cứ vui lòng alo qua số hotline của em là số 038 6898 366, website là maybơmmini68.com. Bác nào mà muốn tư vấn kỹ hơn thì cứ book qua Zalo hoặc là số hotline bên em, thì bên em sẽ tư vấn một cách tận tình, chú đáo. Và cảm ơn các bác trong cái thời gian vừa qua đã đăng ký và theo dõi kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác.